Thế thực sự mà nói từ mồ qua từ mắt chữ nhẹ là đi qua đâu tình trước đặt mặt trên tiền đầu những năm mới thì nó về đây thì nó lại chơi để hai bên nó lại đi lại nó để bắt đầu thì gia đình kia nó ngồi thì nó theo cái tinh thần thì tôi cũng có các cháu là như thế là các cháu là thực sự thương nhau thì để là hai gia đình đi lại thì đồng chuyện thì nên là khỏe hai thì tôi như vậy thì đang ổn để nắm biết là không biết tôi là và ở đây thì để nói với gia đình hai ông bà cụ ông ba cụ các bạn các chú thì hơn là nói là để vượt đầu nên là đặc biệt một quan này là cái hai ông bà cụ họ là thứ hai bán à? Thế mới lại vào mang cái tủ cho đẹp với nhiều chó vào ngon tủ để mình đi mất ăn đấy thì hẳn cũng phải để vợ cho khách hàng ăn đấy vì trong cuộc đời nó phải có vợ chồng mình gắn bó với nhau mình không có đủ sức để bảo vệ vào cái hoàn cảnh mình nó khác vì cái lợi tiền nhiêu bạc đại giá đây gì Ôi trời ơi.
thịt, nấu cháo cho Bim ăn. Mày cứ chờ đấy. Mình cứ tưởng đồ chơi. Con bắt đây con, bắt bỏ con nồi cháo con. Mai con ăn luôn. Bắt bỏ con nồi cháo, đập cái con, đập cái con. Đạp cái con. Thì bố quay là không dám khóc nữa. À, không biết mà khóc nha. Đây 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 này. Làm gì trên đấy? Bim bim. Xin đi, con xin vọng đi.
đừng làm em đau con, đừng làm vậy em đau kìa chị kìa. Ủa trong mắt em đó. Thông minh và nhanh, nó khám phá nhanh, nhận biết sớm. Bảo bé mới có 4 tháng, chưa đầy 4 tháng rưỡi là biết xịt võng, tự xịt võng ở nhà. Tháng được 1 tháng 7 ngày hả? Bố xịt võng đi, xịt võng đi chứ, xịt võng đi chứ. Nằm chơi ngoan nhá. Khánh Duyên ơi, Khánh Duyên, em ơi, Khánh Duyên ơi. Đứa nào khóc đấy nhỉ? Em nào? Em bèm. Thế là cũng tốt đó. Đi học nha. Mẹ và chị đi học nha. Đi học với các bạn nha. Phương Như có bố đâu? Thế bình nước của con đâu? Vui quá nhỉ. Không nghe à, bố quay nào, bố quay con gái không nghe nào. Con chào tạm biệt bạn và chào cô đi. Bye bạn kìa. Bye, con cầm túi đi, lấy túi về. Chị Bim làm gì đây? Sợ lá, bé sợ lá. Hả sao?
ơi. Em ơi. Em ơi. Hôm nay là ngày Bem tròn 6 tháng nhá. Chúc mừng Bem qua tuổi sơ sinh nhá. Chúc mừng con gái của bố bước sang tuổi em bé nhá. Làm gì đây? Con gái cưng của bố làm gì đây? Con gái cưng của bố làm gì đây? Con gái cưng của bố cười tươi quá. Hát hả? Em hát bài gì đây? Hát bài gì đây con? Hả? Em hát bài gì đây? Có vòng cột tóc đẹp nữa đúng không? Chị Bim có vòng cột tóc đẹp đúng không? Anh đâu? Anh bảo sao? Con nói chuyện với anh lại xem hỏi anh thế nào. Anh có đi chơi không? Gọi taxi đi. Taxi đến rồi kìa, nhanh lên. Đi 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 đi, đi thu nhún, đi thu nhún. Đi đi với Bim nữa. Đi với em. Mẹ. Bố đẹp trai. Mau lên. Thổi nến thiếu, thổi nến kia.
Phi tin hè tin. Em ơi, bà đó nào. Đi ra đây đi con. Cái gì đó chỉ là nước em đi đó. Bây giờ tôi để nước này. Này, tôi để. Quá cuối quá. Bố ngồi đâu? Con ở đây. Mẹ ngồi đâu? Mẹ ngồi đây. Em ngồi đâu? Bim ở đây. Thế Bim ngồi đâu? Bim ở đây. Thế hôm nay Bim hát bài gì nào? Hát bài ai? Hát bài gì? Hát bài ai? Hát bài gì? Hát bố nghe nào. Bố nghe nào. Bố nghe hát chỗ nào? Nè. Đứng lên hát đúng rồi, đứng lên hát đi. Hát cho em nghe đi. Hát em nghe à? Ừ. Nè. Hát là múa bài gì nhỉ? Sơ. Ừ. Sơ đi. Con cò gì nhỉ? Con cò gì nhỉ? Bé. Con cò bé gì nhỉ? Con cò bé bé. Con hát đi. À, hôm nay con đi học có vui không? Cháu bổ con ngã đó. Con này ngồi lên này. Bim này ngồi lên này. Dạ, con bò con này nè. Bò em đấy hả? Bò em hả? Ôi, dạ. Nó bò nè, nó bò. Bé vui.
Cười đi. Bóng của em trên giường kìa. Bóng của em ở trên giường, của con trên giường kìa. Hiện nay thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Bóng của Bim đẹp hơn mà. Nước ngoài mới chỉ đạt khoảng 90%. Thay đổi, đổi đi. Đổi chị đi. Đưa bóng kia chị đi. Hai thành phố này là quá lớn. Số lượng các điều tra viên ít và thời gian điều tra ngắn. Chị nhường em đó. Chị Bèm ơi, Bèm. Bèm ơi. Bèm. Anh Tú theo con hả? Dương. À. Màu vàng. Mẹ em. Mẹ em làm gì? Mẹ em làm gì? Bóng của con màu gì? Bóng của Bim màu gì? Màu tím, màu hồng. Ừ, màu gì nữa? Màu tím. Màu tím là màu gì nữa? Màu vàng. Màu vàng hả? Tai màu gì? Màu tai mà. Tai. Tai màu đỏ màu gì? Cái này, cái này màu gì? Cái này, cái tai này màu gì? Đen thui à? Không. Xe đấy. Đẩy nhanh lên, cút, cút thôi.
Nam tự đi đi. Hả? Gì mà chưa gì đã giận rồi. Ăn ra con đi. Chị ơi. Bim.